phải tận cùng là S. Bỏ câu đó. No. À không, bỏ luôn. Xin chào tất cả các mến trò. Hôm nay em có một câu đố dành cho các anh chị đây. Em có từ sheep, có nghĩa là con cừu. Và em đố các anh chị, những con cừu mình sẽ viết như thế nào? Chắc các anh chị đang nghĩ tới từ sheeps, phải không? Bởi vì tất cả chúng ta đều biết, để chuyển từ một danh từ số ít sang một danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ thêm S vào cuối danh từ đó, đúng không? Tuy nhiên, những con cừu tiếng Anh là sheep. Và đây là một trong những trường hợp khi mà danh từ số ít và danh từ số nhiều hoàn toàn giống nhau. Và ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị 11 trường hợp như thế nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, đó là con cừu sheep. Một con cừu, a sheep. Hai con cừu, two sheep. Ba con cừu, three sheep. Chứ không phải là sheeps. Tiếp theo đó là salmon, là cá hồi. Salmon. Một con cá hồi, a salmon. Nhiều con cá hồi, a lot of salmon. Thứ ba đó là con nai, deer. Nhiều con nai, many deer. Chứ không phải là many deers. Có một con vật gọi là con bò rừng Bắc Mỹ, tiếng Anh gọi là bison. One bison, two bison, three bison. Chứ không phải là bisons, các anh chị nhé. Tiếp theo đó là từ cá, fish. Nhiều con cá thì cũng là fish. Hai con cá, two fish. Ba con cá, three fish. Thường thì chúng ta sẽ không thấy từ fishes. Mặc dù vậy, từ fishes vẫn tồn tại trong tiếng Anh. Và khi đó, nó mang nghĩa là nhiều loại cá khác nhau. Quý vị nhớ nha, khi nói về số lượng thì chúng ta sẽ nói là fish. Số ít cũng vậy, số nhiều cũng vậy. Khi nói về sự đa dạng, về nhiều chủng loại thì chúng ta sẽ nói fishes. Cũng liên quan đến loài vật, chúng ta có từ offspring, có nghĩa là con của các con vật đó. Con thú con cá con chim con, vân vân. Thì chúng ta có offspring. Nhiều con thì cũng là many offspring, a lot of offspring. Không thêm S nha. Chẳng hạn con này đẻ được 3 con thì là 3 offspring. Một từ nữa cũng liên quan tới động vật, đó là từ loài, species. Bản thân từ này cũng đã có chữ S rồi. Species. Một loài, one species. Hai loài, two species. Nhiều loài, a lot of species. Chứ chúng ta không cần thêm một cái dạng số nhiều là species nữa. Yeah. Chẳng hạn như nhiều loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Many species are endangered. Tiếp theo đó là từ series. Từ này chắc là quý vị cũng đã quen thuộc rồi đúng không? Khi mà chúng ta coi những cái bộ phim nhiều tập, một cái chuỗi những cái bộ phim có sự liên quan với nhau, chúng ta hay nói là series. Vậy thì one series, một chuỗi. Two series, hai chuỗi. Three series, ba chuỗi. Chúng ta không cần thêm số nhiều nữa. Tiếp theo đó là từ percent. Dịch ra có nghĩa là phần trăm. Chúng ta hay nói là 30%, 40%, 50%, 70%. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy từ percent ở sau những từ này. Ví dụ 30%, 30%. Không có S nha. 70%, 70%. 100%, 100%. Percent, không có S nha. Một từ nữa đó là aircraft, có nghĩa là tàu bay. Và số nhiều của nó cũng là aircraft. Ví dụ, I can see 5 aircraft in the sky. Tôi có thể thấy 5 chiếc tàu bay ở trên trời. 5 aircraft, chứ không phải là 5 aircrafts. Các anh chị nha. Tiếp đến có là một từ gần gần với cái từ aircraft. Đó là từ phương tiện. Chẳng hạn phương tiện giao thông, means of transport. Từ means, bản thân nó đã có S rồi. Nó có nghĩa là phương tiện. Và số nhiều của nó cũng là means luôn. Chẳng hạn, a lot of means of transport. Nhiều phương tiện giao thông. Và một từ nữa cũng rất là liên quan đến ngày Tết của chúng ta. Đó là từ dice, có nghĩa là xí ngầu. Ủa, tại sao lại liên quan tới ngày Tết? Đó là bởi vì ngày Tết chúng ta chơi đánh bài. Chúng ta chơi cá ngựa, phải không quý vị? Và khi mà chơi cá ngựa thì chúng ta cần hai cục xí ngầu. Thì đó chúng ta sẽ nói là two dice. Chứ không phải là two dices.
À, bởi vì số nhiều của dice cũng là dice. Quý vị nhớ nha. Vừa rồi em đã chia sẻ cho các anh chị mến trò 11 trường hợp khi mà số ít và số nhiều của một danh từ giống nhau hoàn toàn. Mời quý vị xem những video tiếp theo để có thể học thêm những điều thú vị trong tiếng Anh nhé. Nhớ học tiếng Anh với em mỗi ngày một chút mà thôi, yêu chúng ta leo cầu thang vậy đó. Chúc tất cả các bạn trò học tốt. Xin chào.